Nhìn xem nó có cục vậy không? Ủa chứ. Nó thở thở á? Bà thử vào sờ nó xem nó có thở không? Gọi nó xem nào, nó có thở không? Nó thở thở á? Xuống đi, không người ta ra người ta đánh cho đấy. Thở vào phùng mà. Thở vào. Nó còn thở mà. Không phải đâu, thú bông đấy. Sao không tin cá có thể treo lên mà xem bụng nó thở. Con gì đấy Hoa? Con voi. Đấy, ao ước tôi bảo con voi đây to như cái voi đấy. Hả? Nhìn thấy voi chưa? Rồi. Đấy, có phải nói đúng không? Nói thật không? Sở thú có voi thật không? Người ta không nói điêu đúng không? Sang bên này có con cho không? Nó có lông đâu ông ơi, nó không có lông à? Sao không có lông, người ta cắt rồi, có lông à? Bà bảo giật lấy cái lông nuôi voi về làm nhẫn bán. Đấy, voi to không? Voi kia nó giống hoa không nữa. Đẹp lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.